Vấn đề yêu sớm thì luôn được cha mẹ quan tâm. Và cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là không có khái niệm yêu sớm. Bởi vì đơn giản rằng là yêu thôi. Yêu sớm chẳng qua là cái khái niệm mà cha mẹ gán vào cho trẻ. Cái việc yêu ấy thì trẻ có cảm xúc ở bên trong, thích một ai đó thì trẻ gọi là yêu. Cái yêu của trẻ có vẻ như là khác với cả cái tình yêu mà người lớn đang suy nghĩ. Trẻ cần phải có một cái giai đoạn trải nghiệm để thực hành về yêu. Và khi trẻ có rung động, có nghĩa là trẻ có thể là gọi là yêu cũng được. Thế và thường thì cha mẹ lo sợ và gán cho nó cái câu chuyện yêu sớm, bởi vì cha mẹ đã đánh đồng cái việc yêu sớm với việc quan hệ tình dục. Thế và khi mà cha mẹ phát hiện ra con yêu sớm ý, thì thường ý, thì là họ sẽ có thái độ đối đầu bằng cách là thứ nhất là không quan tâm, gạt đi và không quan tâm. Thứ hai thì có thể rằng là phê phán, đổ lỗi cho con rằng là đã tí tuổi đầu thế mà đã không lo học hành. Thứ ba nữa là cha mẹ có thái độ lên lớp con, nói với con rằng là tuổi này thì cần phải tập trung học hành này, rồi là yêu thì nó sẽ dẫn đến hậu quả ABCD này, dọa dẫm. Thế và cái thứ tư nữa là nếu như mà cha mẹ cảm thấy bất an thật sự thì họ bắt đầu đưa ra các cái biện pháp cấm đoán một cách gay gắt. Và tất cả những cái điều này thì càng khiến cho đẩy cho trẻ và cha mẹ trở nên đối đầu và không có những cái buổi nói chuyện thương thuyết với nhau. Sẽ càng làm cho khoảng cách xa nhau. Thay vì những cái thái độ đối đầu này thì cha mẹ nên đối thoại với cả con. Thì đối thoại bằng cách như nào? Thứ nhất là các bạn lại quay trở về đặt câu hỏi với con, tại sao con lại lựa chọn bạn ấy, rồi con cảm thấy thế nào khi thiết lập mối quan hệ với bạn. Thế và bạn hãy ngồi xuống và lắng nghe câu chuyện của con một cách tôn trọng. Bạn cũng có thể chia sẻ những cái cảm xúc đầu đời, cái tình yêu đầu đời của mình cho con để có cái sự thấu hiểu giữa con và cha mẹ. Cuối cùng thì khi mà bạn đã trao đổi, chia sẻ hết với cả cái thái độ tôn trọng như thế, chia sẻ như thế rồi thì lúc đó bạn hoàn toàn có thể đối thoại cùng con bằng cái cách là bạn sẽ đưa ra các cái lựa chọn, hỏi con rằng là vậy thì con nên quyết định rằng là nên là tình bạn hay là nên duy trì mối quan hệ tình yêu, hoặc là hãy hỏi con rằng là vậy thì nếu như mà tình yêu thì con có khả năng chịu trách nhiệm với cả cái tình yêu này như thế nào, rồi có thể có cái nguy cơ quan hệ tình dục không, rồi nếu mà nó không an toàn thì làm sao. Thì tất cả những cái thứ đó thì bạn có thể là thảo luận cùng con, và khi đó thì tôi tin rằng là bạn có thể là trao cái quyền quyết định cho con bằng sự tôn trọng, và như thế thì sẽ gắn bó được mối quan hệ giữa bạn với cả con một cách bền vững hơn. Tuy nhiên, khi mà cha mẹ chuyển từ đối đầu sang đối thoại với cả con ý, thì cái nguy cơ mà con có một cái mối lo mà con có cái quan hệ tình dục nó vẫn cứ xảy ra. Và dưới đây thì cha mẹ lưu ý một số các cái nguyên tắc có thể giúp con trì hoãn cái quan hệ tình dục lần đầu. Để giúp con thiết lập các cái nguyên tắc trì hoãn quan hệ tình dục lần đầu thì trước tiên là bạn hãy nêu cái quan điểm của mình, đó là quan hệ tình dục, cái cảm xúc, cái nhu cầu, cái ham muốn tình dục của con thì bạn công nhận rằng là nó có và bạn đồng tình với cả cái chuyện đó. Thông qua cái việc bạn công nhận như thế thì bạn có thể thảo luận với cả con các cái vấn đề có liên quan đến xu hướng tình dục của con, đến vấn đề thương thuyết, đối thoại tình dục, quyền lực tình dục, rồi là các cái vấn đề có liên quan đến mang thai ngoài ý muốn, bệnh lây truyền qua đường tình dục, để con hiểu rằng là bạn chia sẻ và thấu cảm các cái nhu cầu, các cái xu hướng thu hút tình dục, xu hướng thu hút tình dục của con. Thứ hai là quan hệ tình dục chỉ nên được xác lập trên cơ sở là tôn trọng, có sự đồng thuận của hai bên.
Thứ ba là hãy nói cho con về các cái quy định của pháp luật và con có sẵn sàng chấp nhận các cái hình phạt khi mà con có quan hệ tình dục với người dưới 18 tuổi. Thứ tư, con biết cách thiết lập các cái cuộc hẹn hò an toàn. Thứ năm nữa là trong trường hợp mà con vẫn có khả năng, có nguy cơ xảy ra quan hệ tình dục thì bạn hãy khuyên con là nên chuẩn bị bao cao su hoặc thuốc tránh thai luôn có ở bên người. Cái hành vi đó thì được hiểu rằng là không khuyến khích cho các con quan hệ tình dục mà chỉ là cái một cách tôn trọng cái sự lựa chọn và quyết định của con để giúp con có cái lựa chọn an toàn nhất. Đó là 5 nguyên tắc mà bạn nên trao đổi và chia sẻ với con để hướng tới trì hoãn cái lần quan hệ tình dục lần đầu. Và tại sao lại phải trì hoãn quan hệ tình dục lần đầu? Bởi vì khi mà con mà trì hoãn được quan hệ tình dục lần đầu thì có nghĩa rằng là sẽ không có lần thứ hai, thứ ba, thứ tư. Còn nếu như mà con không làm được cái việc này thì sẽ dẫn đến lần thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ N là chuyện đương nhiên có thể xảy ra.